Cả nhà ơi, vào liền livestream với em nha, săn sale đồng nha các chị. Thì bây giờ cả nhà có thể là dùng đơn được luôn á, để tầm khoảng là một chút xíu nữa các bạn sẽ đi đơn cho cả nhà mình luôn, đi hẳn cả đơn sáng luôn nha các chị. Chị khách nào coi live sáng sớm á các chị thì ngay bây giờ mình vào liền livestream với em luôn ha, để mình dùng đơn luôn nha các chị ơi. Dùng đơn 2600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn ạ. Và ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho cả nhà mình một cái chương trình ưu đãi nữa là trên livestream thì đặt hàng lúc nào cũng được giá giảm hết trơn nha các chị. Rồi bây giờ cả nhà ơi, mẫu đầm đầu tiên em đang mặc trên người này các chị, mã sản phẩm là 1474. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1474 ha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Thì trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào đặt hàng và có chia sẻ livestream này, cái này là hàng mới á các chị, thì em còn có mười mấy cái cuối thôi. 1474, ngay bây giờ em sẽ sale giảm giá cho cả nhà mình luôn. Hiện tại em còn ở cả nhà mình á 1M, 1XL và còn 14 cái size 2XL cuối cùng cho cả nhà mình luôn. Thì ngay bây giờ em sẽ giảm giá thêm một nấc nữa cho cả nhà mình. Thì hồi sáng em đã có giảm rồi đúng không các chị? Nhưng mà bây giờ thì em sẽ giảm thêm cho mình một nấc nữa. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. 249.000 đồng, mã sản phẩm là 1474. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em 1474, giá sale là 249.000 đồng cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng 1474 249.000 đồng. Đó, chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị, không có áp dụng bên ngoài đâu. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ ha, chị khách nào mình đặt hàng cố gắng mình lên đơn sớm cho em 249.000 đồng này các chị. Dạ em chào chị Nguyệt Hoàng, em chào cả nhà mình mới vô. Cả nhà ơi tranh thủ vào livestream liền chấm bài tương tác liền cho em nha các chị. Cả nhà ơi thấy livestream của em vào liền chấm tương tác cho em cả nhà nha. Cái gam màu này là gam màu xanh long cong nha các chị, nhìn rất là xinh luôn ạ. Trời ơi mê quá. Vải này vải von hàng cho cả nhà mình ha. Thì đồng von em luôn luôn là may kỹ với cả nhà mà là tận 2 lớp luôn ha. Chất liệu vải von nha các chị, xin thật sự luôn. 249.000 đồng, chỉ còn có 249.000 đồng. Em chào chị Triệu Mai, em chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1474. Đồng đang mặc trên người 1474. Em sẽ còn cho cả nhà mình 1M, 1XL và 12X cho cả nhà mình trong tầm là khoảng từ 40kg cho tới là 68kg. Đồng này có size tới 68kg nha các chị, eo tầm 88 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. 249.000 đồng sale luôn nha các chị, chỉ còn có giá là 249.000 đồng thôi. Cả nhà mình đặt hàng đồng này của em thì mình nhanh chóng lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại trên bàn đồ nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm đầm khác để lên xe cho cả nhà mình. Đó, còn mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1474, 249.000 đồng. Phải nói cái em đầm này nó rất là rẻ các chị yêu ạ. Bình thường cả nhà mình mua em đầm này giá 349, ngày hôm nay em sẽ luôn còn có 249.000 đồng thôi. Và cả nhà nhìn giùm em nha, em đứng gần cho mình xem nè. Đường may mũi chị phải nó xuất sắc và nó sẽ chuyển màu từ màu nhạt sang màu đậm và sang màu nhạt như thế này, kèm thêm cho mình cái lá cách điệu nha các chị. Ôm eo dán xề cho cả nhà mà luôn, chỉ có 249.000 đồng thôi. Và em sẽ giao hàng về tới tận nơi nha các chị. Mã sản phẩm là 1474, đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1474 cả nhà nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm khác, ngày hôm nay em cũng sẽ sale luôn cho cả nhà mình. Giá chỉ có là 99.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Rồi thôi, lên đầm sale 79.000 luôn đi các chị. Lên đầm sale 79.000 đồng trong livestream luôn ha. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn. Mẫu em đang mặc trên người 1474 259.000 đồng. Chị Hải Vũ 1474 ok luôn. Còn 1M, 1XL và 12X nha các chị. Và size 2X này sẽ có size 60 cho tới là 68kg, eo được tới eo 88 đổ về nha các chị ơi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha các chị, mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. Mình ưng ý lần nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em nha các chị, em tư vấn luôn mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn nè. Rồi đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1474 cả nhà nha. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1474, ủa quên 1374 chứ trời lộn rồi, 1374 giá 79.000, 1374 giá 79.000 đồng nha các chị. Nền vải của nó là màu đen, tay dài, cổ xe nha cả nhà mình. Bên này là cái túi giả nha các chị, bên này là cái túi thật nè, có khóa kéo phía sau lưng luôn. Đầm này em mặc lên thì nó hơi ngắn á, em cầm mấy 65 em mặc thì nó sẽ vừa tầm trên gối một chút. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 13. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1374, giá của nó là bao nhiêu cả nhà ơi? 1374, chỉ còn có giá tiền là 79.000 đồng thôi.
Mặt 1402 hả chị? Rồi ok, 1402, đồng này hàng mới nha chị nha. Dễ thương lắm, em đang giảm giá còn 199.000 đồng mà chị. Đồng này đang rất là rẻ luôn nè chị ơi. Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1374. 1374 ngay bây giờ em sẽ sale cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 79.000. 79.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1374. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn ạ. 1374 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1374. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm 1374 với số điện thoại. Trời quá xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đồng này chất liệu vải của nó là vải cô tông lạnh ha. Hàng vải dày dặn, mặc liên tục thì thích luôn. Và nguyên một hàng cúc phía trước, cúc nào cúc cách điệu nha các chị. Trời 79.000 đồng các em đồng này, 40 đến 50 kg cho em, eo tối là eo tầm 70 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Dài chất liệu vải cô tông lạnh chị yêu nha. Hàng này thì cái vải của nó là vải dày hả chị? Vải dày giống như những cái mẫu em may đầm vest nè. Vải dày giống như những cái vải mà em may đầm vest nè chị. Đó, vải cùng với vải như cái này nè chị ơi. Đó, cùng vải này nè. Vải dày dặn mặc lên đứng form á chị. 1374. Dạ em có size M nha chị Thủy Bùi ơi. Mẫu em đang mặc trên người em có size M ha. Giá 79.000 đồng, mã sản phẩm 1374. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1374. Chị khách là mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1374 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Mã sản phẩm 1374 ạ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nha. Size M đầm này từ 40kg cho tới 50kg và eo tối là eo dưới 70, mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Phía sau lưng có xếp ly cho cả nhà mình luôn nữa. Đẹp ha các chị ơi. Đây, sau lưng nè, có xếp ly đều cho cả nhà mình luôn. Khóa kéo ẩn nằm bằng sau lưng cho cả nhà mình ha. Đó, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1374. 1374 nha các chị, em cao 1m65. Đầm này mặc sẽ nằm ở trên gối em một chút xíu như vậy. Thì chị khách nào mà mình cao tầm 1m55-50 thì mặc sẽ đẹp hơn. Cao tầm 1m55 thì mặc phụ gối nha các chị. Mã số là 1374 ha. Rồi ok, em sẽ thay thêm một khác. 1402 đúng không chị? 1402 là hàng mới nha chị ơi. Tuy rằng hàng mới nhưng mà em nói thiệt với chị, em bán chạy lắm luôn á. Rất là nhiều chị đặt hàng, em sẽ rẻ lắm. Đó, hết tuần này thì sẽ có đầm mới về nha các chị. Đặt hàng sớm em tư vấn luôn, cho nên em mới tranh thủ em sẽ xả kho nè. Hầu như là mẫu này em cũng sẽ sell hết cho các chị yêu mình trong like luôn. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho là được nha cả nhà ơi. Tiếp tục nè, thay thêm cho mình xem cái em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Có mẫu hoa nhí về không em? Có chị Hường Ngô nha. Đợt sau thì em có sẽ có mẫu hoa nhí về cho chị yêu mình nha. Đó, thì tầm hết tuần là có đó chị. Cuối tuần hoặc đầu tuần sau đó, đó là có nha. Chứ không qua tuần nữa đâu. Tầm hết tuần này là có hàng rồi đó chị. Nhiều khi nay mai em like lên cho mình giờ á. Rồi, cho là mình yên tâm một điều á là đằng sau nè, đằng sau là em sẽ có chị yêu mình là hoa nhí nè ha, chấm bi nè ha, thì em cũng hơi nhiều lắm chị, hoa nhí nè, chấm bi nè, đầm đen trôn từ trên xuống dưới nè, có luôn nha, rồi đầm sọc có, đầm hoa có, là cũng khá là nhiều đó chị, hoa nhí, chấm bi, đen trôn. À, rồi đẹp lắm chị ơi, em có về cho mình rất là nhiều mẫu luôn. Cả nhà mình nhớ săn sale với em cái đầm này nha các chị. Rồi bây giờ này các chị, mẫu em đang mặc trên người nè, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn với mức giá là 199.000 thôi. 199.000 đồng 40kg cho tới là tầm 65-66kg ha. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn các em đầm này này các chị ơi. Rồi, lên mẫu đầm hoa cam treo trên tường đi. Ok chị luôn nha, mẫu đầm hoa cam nè. Đây là một cái mẫu đầm em bán cực kỳ chạy luôn. Giới thiệu chấm bi nha, chị phụ nữ Việt Nam ơi, đợt sau em mới về chị. Đợt sau em về chấm đi bi mảnh, đợt sau em về chấm bi mảnh, còn đợt này thì em có chấm bi này nè. Một là chấm bi sơ mi. Đợt này chấm bi có cổ, đợt sau chấm bi không có cổ chị yêu nha. Đây, thứ nhất là chấm bi sơ mi em có hàng ở chị hiện tại nè. Còn cái thứ hai, cái này là chấm bi cổ vét. Chấm bi cổ vét anh chị, thì hiện tại em đang có những mẫu chấm bi này, chấm bi cổ vét và chấm bi sơ mi ha. Chấm bi cổ vét vải của nó dày hơn nhiều. Thì chị yêu mình thích cái chấm bi nào chị yêu mình bình luận phía dưới cho em đi, để em mặc lên giới thiệu cho chị mình luôn. Rồi còn bây giờ em thay mẫu nha. Mẫu em đang mặc trên người 1402. 1402 199.000 đồng, trước lại vậy von hàng cho cả nhà mình các chị ơi, đẹp không? Đó,
Rồi phần thân váy may kỹ hai lớp, có hoa kéo phía sau lưng. Phần chân váy sẽ có phối giá cả nhà mình ren lưới ha, có phối kim tuyến lấp lánh lấp lánh. Rồi đầm này chỉ có giá là 199.000 đồng thôi, dễ thương nha các chị. 40 cho tới tầm 65-66kg, eo tối đeo tầm 86 độ về. Thật ra mà eo 86 là mình mặc vẫn thoải mái, giống như nền đen, cái nào cũng giống như nền đen hết chị yêu ơi. Mặc đầm hoa cam mi shop rồi ok, bây giờ em mặc này chị Hải Vũ ạ. Đây, thay thêm cho mình cái đầm hoa cam. Đầm hoa cam này chính thức lễ size nha, hồi bữa em còn đủ size em có nhắc mình rồi là chị ơi, chị đặt hàng sớm đi, nếu không nó hết hàng. Thì ngày hôm nay, cái em đầm này cả nhà, ngày hôm nay em đầm này nó chính thức lễ size cho cả nhà mình luôn. Đầm siêu đẹp, mặc lên nhìn tươi rói luôn này các chị ạ. Mặc lên phải nói là nhìn siêu tươi luôn nè. Đây tiếp tục nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1480. Mẫu đang mặc trên người 1480 em có cho cả nhà mình 1M, 1L. Ôi nãy em thấy hết L rồi đó. 1M, 1L, XL và 2X nha. Nhưng mà size S thì em cũng gần hết luôn. Chủ yếu là hiện tại là còn XL là nhiều thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1480, giá 299.000 đồng. Đó, giá mà em bán ở những livestream khác là 349.000 đồng nha các chị. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay em còn sale thêm nữa. 1480 là 299.000 đồng ha. Chất là vải lụa cho cả nhà mình, mềm mại, mịn mát này các chị coi, dễ nhẹ nhàng hai chiều ha. Nền vải của nó là màu xanh rêu và có phối cho cả nhà mình hoa màu cam. Em mang cho cả nhà mình một lớp hai túi nha, có hoa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1480, chị khách là mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm ha. Thiết kế đầm này sẽ là cổ sơ mi, vải lụa này các chị, lụa này lụa hàng nè. Sờ lên nó rất là mịn luôn, nền vải màu xanh rêu có phối với mình hoa màu cam cam ha. Đó, phần chân váy nó có cái độ phồng xòe tự nhiên, khi cả nhà mình diện lên nó sẽ xòe ra che khéo được phần bụng tốt nè. Coi dạng nhẹ nhàng hai chiều luôn, khóa kéo phía sau lưng mã sản phẩm là 1480. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn nha các chị ơi. 1480 với số điện thoại cho em nào được, chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi ạ. 299.000 đồng ngay bây giờ, mã sản phẩm là 1480, mẫu 1432 còn không em? Dạ còn chị yêu nha, 1432 179 nha. Em còn mẫu 1432 đó chị ạ, chị có thích em mặc lên thử không? 1432 179.000. 1432 là cái đầm mà cái đầm này chị, đầm cổ vuông màu xanh cốm. Với lại em có đầm cổ vest màu xanh cốm luôn. Đầm cổ vuông xanh cốm thì em bị lẻ size rồi, hình như em còn 3 size thôi. Đó, đầm cổ vest màu xanh cốm giá 199. Rồi đầm cổ vuông màu xanh cốm giá 179 nha. Để em mặc thử cái 1432 cho chị coi giá 179.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1480 nha các chị. Còn chị nào chưa có đầm này nữa không, đặt nhanh. Size M còn một cái, size L một cái, XL với lại 2X còn tương đối nha. Mã sản phẩm có size M không em, chị Phạm Mai? 1432 nha chị, chờ em xíu nha. 1432 em hết size ML. Em cho em chị à, em chỉ còn cổ vest là đủ size đó chị, nhưng mà size M của vest đó còn được 3 cái hay 2 cái gì đó. Cổ vest là hai chị lấy cổ vest ta. Cổ vest á. Cổ vest size M còn 3 cái nha. Cổ vest màu xanh cốm size M còn 3 cái. Còn mẫu này em chỉ còn XL hết thôi, hết hàng rồi chị ạ. Còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1480 giá 299.000 đồng. 1480 giá 299.000 đồng ạ. Chị khách là mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn, mã số 1480 với số điện thoại. Váy nha các chị ơi, đẹp lắm luôn á. Trời nó mịn nè, chất lụa hàng, mặt mát, dán xòe cho cả nhà mình che bụng tốt, có luôn cả hai túi luôn, dễ thương nha các chị. 299.000 đồng mẫu đầm này. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác. Chị Hí Bùi, chị đặt size L hay size M à? Rồi 1480 299k ha. Bây giờ em sẽ lên luôn cho chị cái em đầm này. Em đầm này size M, size rẻ đấy chị ơi, có 59.000 thôi. Tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464 cả nhà nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1464 với số điện thoại. Cổ tròn nghe cái trời, có phối giá cả cho mình cúc ngọc trai phía trước ha. Đầm này giá sale ngày hôm nay là 59.000 đồng. Đầm này cái phong nó hơi nhỏ đó các chị ạ, cho nên là mình tầm khoảng là từ 40 cho tới là tầm 48kg thôi. Eo tới là eo tầm 68 đổ về ha các chị. Trời ơi, em vừa nghe em sợ chật ngực nè. Cái ngực em mặc nó hơi ôm này các chị ơi. Em thì vừa thoải mái ha, eo 68 là vừa đó, nhưng mà cái ngực nó hơi ôm nè. 1 1 4
1364 ha, 1364 59.000. 1364 59.000 đồng các chị ơi, chất lụa cho cả nhà mình. Cái gam màu hồng nhìn rất là ngọt ngào luôn. Giá sale ngày hôm nay là 59.000 đồng nha các chị, mã sản phẩm là 1364. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm. 1364 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Đường may mũi chị thì bên em và cả nhà mình biết rồi đúng không? Ở trên livestream em mặc như nào thì bên ngoài y chang như vậy đó. Đó, gam màu hồng nó sẽ lan lan màu như thế này. Đồng này em mặc vừa tầm phụ gối của em nha, và có khóa kéo với sơ lưng chỉ có đúng một màu thôi. Đồng này em qua lâu rồi các chị ạ, thì hàng này chắc chắn là sẽ còn tem mát đầy đủ cho cả nhà mình và hàng mới 100% luôn. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn tồn lại size M thôi, 40 cho tới là tầm 48 kg, và eo tối đa của mình leo sẽ tầm 68 độ lại nha. Thì mình sẽ mặc vừa có luôn nha mình, một túi. Đồng này thì em may một túi và có khóa kéo phía sau lưng gam màu hồng hồng, mã 1364, mã 1364 giá 59.000, size XL em hết rồi chị. Đầm em chỉ còn duy nhất size M thôi đó. Nhưng mà cả nhà đã biết rồi, những cái em đầm bên shop em thường em về là một lần duy nhất rồi em qua luôn, chứ em không có về đi về lại một mẫu. Cho nên mình đặt hàng thì mình cố gắng lên đơn sớm nha, em tư vấn luôn ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác đi. Em sẽ lên đầm khác có size lớn đó, cả nhà mình sang xe với em. Đây đầm này, đầm này sáng em chưa mặc đúng không các chị? Đuôi cá, đôi cá ha, dễ thương lắm. Em đang mặc cho người xem mờ nha cả nhà. 1354, 1354, ủa quên, 1364, 1364 chị yêu ơi, chị Phạm Mai ơi, 1364 giá là 59.000 đồng. 1364 giá 159.000 đồng nha chị. Đặt hàng mình bình luận phía dưới cho em mã số 1364 với số điện thoại cho em là được. Rồi ok, cả nhà chấm bài tương tác dùm em nha. Rồi xem mờ hả chị? Rồi em chỉ còn size M thôi nha, giá 59.000 đồng. Tiếp tục, mẫu em đang mặc cho người có size XL với lại size 2XL, môi cho em rồi ok chị Hải Vũ luôn. Cứ kêu các bạn chúc cho mình là được ha, chỉ có 59.000 thôi. Em đang mặc cho người mã sản phẩm 1428, giá của nó là bao nhiêu cả nhà ơi? 1428 chỉ có là 199.000 thôi à. Đó, cả nhà mình cứ việc dùng đơn cho em, dùng đơn hàng à 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428 nha các chị, 1428. Nền vải của nó là sọc caro đen trắng như thế này. Đằng sau lưng em giá bao nhiêu? Dạ 299.000 đồng hai chị, tùy mẫu. Chị yêu mình thích những cái em đầm dưới sào này hay là cái này. Đó, tùy cái nha, cái này thì 299 nha. Rồi, còn bây giờ mẫu em đang mặc cái người này các chị. Em trao lên cho cả nhà mình thêm cái váy nào nữa đi, để cả nhà mình ngắm thử ha. Đó, thích thì mình đặt sớm cho em tư vấn, chậm tay quá nó hết hàng rồi các chị ạ. Kiếm cái đầm nào xinh xinh, thấy cái đầm mà chấm bi đi chị. Cái đầm chấm bi xinh nè. Đầm chấm bi là bán cực kỳ chạy luôn. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428 nha các chị. Em có cái sợi dây để cả nhà mình buộc cái eo lại. Cả nhà thích buộc thì mình buộc lại cho em phía trước như thế này nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là ok chị Hải Vũ nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428. 1428 em sẽ có cho cả nhà mình size XL với lại size 2XL, giá 199.000 đồng chất von hàng. Phần tay này em sẽ may một lớp nha. Thân váy em may cho cả nhà mình hai lớp, có khóa kéo phía sau lưng. Rồi, cái nền vải cả nhà nhìn giùm em, sọc caro đó, cái nền vải này mặc rất là đẹp luôn, dễ mặc nha các chị, da trắng mà cũng đẹp, da ngâm vậy cũng ok luôn. Và có phối với cả nhà mình hai màu vàng vàng hai kèm luôn cho mình cái sợi dây để mình buộc eo. Thì cả nhà mình thích buộc thì buộc lại, không thích buộc thì mình xõa ra thì mặc nó như vậy. Còn chị khách nào thích buộc lại thì mình buộc lại cho em ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428, đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1428, giá sale ngày hôm nay là 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428 nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream thôi nha các chị, không có áp dụng bên ngoài ha. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ livestream giúp em, nặng 54 kg. 1480 có mấy màu? Dạ hai màu nha chị Nga Lê. 1480 có thêm màu này nữa này chị, màu xanh. Chị em mình thích màu nào? Mình thích tươi tươi một chút xíu á thì mình lấy 1480 cái màu này, hoa màu cam. Chị thích mà tươi á, chị lấy cái hoa màu cam cho em. Đó, nền xanh rêu phối hoa cam, mã 1480. Chị thích cái màu trầm trầm một chút xíu thì chị lấy cái hoa màu xanh, mã 1486. Đồng giá 299.000 đồng hết luôn. Đó,
thì chị thích cái nào chị bình luận cho em cái đó nha. Hai màu cho chị yêu mình nè, 1480 hoa màu cam, 1486 hoa màu xanh, mặc lên thì y chang vậy luôn, cũng chất lụa hàng, vải đẹp, mặt mát, một lớp hai túi và có khóa kéo luôn nha. Đó thì nó y chang vậy luôn đó chị. Rồi chị khác một cái màu thôi, còn ngoài ra thì giống hết rồi. Còn em đang mặc trên người 1428 giá 199.000 đồng, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428, chất liệu vải von hàng cho cả nhà mình giá 199.000 nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em 1428 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Xuất sắc luôn, mã số 1428. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẫu đầm khác lên đầm vest tặng phụ kiện nha các chị. Đầm này nó không còn bao nhiêu cái nữa đâu đó. Cả nhà thích thì mình đặt hàng sớm luôn cho em để bên em tư vấn luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1428, 199.000 đồng. Lên váy này đi các chị ơi, đầm vest nha, đi làm đồ mà có tặng thêm cho mình cái phụ kiện nữa, chỉ có 199.000 đồng thôi. Hôm nay phải nói là sale lớn cho tất cả các chị yêu mình luôn. Cả nhà ơi, chấm bài tương tác giùm em đi, các chị yêu mình thấy là trên của em chấm bài tương tác giùm em nha các chị. Ưng đồng nào đặt hàng sớm lấy giùm em tư vấn luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nhé. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm khác nữa. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408 nha các chị. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Cổ vest cho cả nhà mình nè, tay ngắn ha, dán chữ A. Em may cho cả nhà mình một lớp kèm túi có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. Trời ơi, đẹp quá luôn á, dán chữ A. Em có A size, size L, XL với lại 2XL, dán chữ A nó như vậy nè các chị. Xương chữ A ha, chất cô đông lạnh. Thì hàng này vậy của nó là có cái độ dày dặn vừa phải thôi, cho nên chạy dù mình mặc lên thì không có sợ là nó quá cứng đâu các chị. Kèm luôn cho mình cái sợi dây, đây kèm luôn cái sợi dây này nè, để mình buộc cái eo lại. Thì chị này mà mình mua dây rồi em cũng có bán nha. Vậy là mua dây rồi thì một sợi như thế này là 25.000, một sợi dây rồi như thế này là 25.000 em cũng có bán. Còn khi cả nhà mình mua cái đầm này, riêng cái đầm này thì sẽ được tặng kèm nha các chị. Cả nhà mình lấy thêm dây thì giá của nó cũng 199, mà cả nhà không lấy thì giá của nó cũng 199 nha. Mẫu em đang mặc trên người 1408, sale luôn 199.000 đồng, tặng kèm sợi dây buộc eo luôn. Đầm này em mặc phụ gối nha các chị, có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm 1408, 199.000 đồng này các chị. Đó, vải dày có dạng nhẹ nhàng 2 chiều ha, may cho cả nhà mình một lớp kèm luôn cái túi có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1408. Chị khách nào mình chưa có đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn, và hiện tại em sẽ có cho cả nhà mình là 3 size cuối cùng, size L, XL và 2XL, 50 cho tới là tầm 65-66kg mặc đẹp ha. Đầm này em chỉ có đúng một màu luôn chị ơi, không có màu thứ hai đâu. Riêng đầm này thì em sẽ có đúng cho cả nhà mình một màu duy nhất, không có màu thứ hai nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408 nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1408 với số điện thoại 199.000 đồng nha các chị. Dán chữ A cho cả nhà mình, may một lớp, kèm luôn cái túi có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1408. Dày dặn nha cả nhà ơi, co giãn nhẹ nhàng 2 chiều có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1408. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn qua chiều hàng. 1408 với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha các chị. Mã số là 1408. Rồi ok, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác. Lên đầm này đi nha các chị. Đầm này có size nhỏ, đầm em đang mặc trên người có size to, riêng đầm này có size nhỏ mà. Đó, mấy em làm size nhỏ thì em sẽ sale rẻ lắm nha các chị, dưới 150 là mình đã có rồi, chủ yếu là sale xả hàng cho cả nhà mình. À, có co giãn nha chị yêu ơi, có co giãn nhẹ nhàng 2 chiều như vậy nè. Đầm nào có co giãn thì em sẽ giới thiệu có co giãn nha. Còn đầm nào không có co giãn thì em không có giới thiệu vào. Đó, đầm này sẽ có co giãn nhẹ nhàng 2 chiều chị yêu mình luôn. Vậy giờ thì thường cô tông lạnh với các chị là không có co giãn đâu. Riêng có 1408 làm sọc này nè, đầm sọc màu nâu thì nó lại có co giãn, riêng cái mẫu này thôi. Còn những mẫu cô tông lạnh khác em chuẩn bị mặc thêm một mẫu cô tông lạnh nữa nè chị. Đó, thì những mẫu khác nó sẽ không có co giãn gì hết. Đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1410. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1410. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1410 với số điện thoại cổ vuông ngay cạnh nhà mình ha.
tay ngắn này vẫn làm chữ A. Chân váy nè, xếp ly xòe. Đó, em may cho cả nhà mình một lớp hai túi có khóa kéo. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1410 cả nhà nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn. 1410 giá 139.000 đồng. Rồi, 1410 giá là 139.000 đồng nha các chị. Mã sản phẩm 1410 chạy một xíu nha. Một size nha các chị, size M luôn á. Một size cuối cùng. Mã sản phẩm là 1410 cả nhìn nhìn giùm em, cổ vuông nè. Đó, phía trước nè. 6 mảnh nha. 6 mảnh rời, sau lưng 6 mảnh rời luôn. Đó, xuất sắc cho các chị. Ở trên livestream xe với ngoại trang vậy nha. Chân váy xếp ly, xè ra thì hình cánh quạt như vậy. Hai túi cô tông lạnh này thì nó lại không có co giãn. Cái này cũng cô tông lạnh vải cũng y chang vậy luôn. Nhưng mà cái 1408 lại có co giãn. Còn cái này thì nó lại không có co giãn nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1410, giá của nó là 139.000 đồng nha các chị. Mã sản phẩm là 1410. Chị khác là mình đặt hàng tranh thủ. Và hiện tại cái đầm này em là chỉ có size M thôi, 40-50kg, em tới đây tầm 70 độ về nha các chị. Mã sản phẩm là 1410, 139.000 đồng, một màu duy nhất. Đầm này em thấy từ trước tới giờ nha các chị. Chỉ được cho mình là có mẫu này là màu xanh min. Cái gam màu này màu xanh min ha, nhẹ nhàng, mặc mát, vậy chị thoải mái. Thì em thấy là chỉ có cái mẫu đầm này là gam màu xanh min cho mình thôi. Và cái em đầm này cũng duy nhất là em đầm này là may 12 mảnh nha cả nhà mình luôn á. Đó, cái form lạ mắt nè các chị, dễ thương ha, đơn giản và mặc lên rất là sang. Thì các chị mình thấy là mình có mặc vừa không ạ? Nếu như mặc vừa chút ngay, hoặc là mình mua tặng cũng sang chị có 139.000 thay vì bình thường. Giá gốc bình thường em bán á là tới giá là 329.000 đồng. Thì ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 139.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị. Đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn luôn ha. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm các em nào khác lên Maxi không các chị. Maxi ngày hôm nay cũng có sale ha. Với Maxi thì em gần hết hàng rồi, cho nên em cũng sẽ tranh thủ lên luôn cho cả nhà mình. Tranh thủ lên luôn. Đầm nào còn vài cái đó các chị sale luôn cho nó trống kho. Thường là mấy cái em đầm mà còn lẻ size lớn thì dễ bán hơn. Còn các em đang mặc cái người đó các chị, nó còn tồn lại size M. Thường là đầm bên shop em là có mấy cái size M tồn lại nhiều lắm. Cả nhà mình xem là có bạn bè nào mà dưới 50kg không, mình giới thiệu cho bên em nha. Em xả hàng cho mình luôn. Rồi đây, tiếp tục thay thêm cho mình cái em đầm này. Maxi dài cho cả nhà mình. Mã số là 1426 nha các chị. Đầm này dễ thương. Đầm này nhiều chị khách nhận nó hàng khen dữ lắm luôn á các chị. Ngày hôm nay thì em mới sale đó. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426. Cả nhà đặt hàng cho em xin mã số nha. Đó, cả nhà đặt hàng thì cho em xin mã số kèm xin hả. Em còn 13 cái size XL và 3 cái size 2X cuối cùng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1426. Đầm đang mặc trên người 1426, giá của nó là 279.000 đồng cả nhà nha. Chị còn có giá tiền là 279.000 thôi. Cái em đầm này cũng cổ tròn luôn. Đây, cái cổ tròn tròn như vậy ha. Tay lỡ cho cả nhà mình. Phần tay thì lúc nào cũng là một lớp hết các chị. Cho dù cái tay này nó ngắn hay là nó dài, hay là dài nữa, thì phần tay luôn luôn là một lớp cho cả nhà mình mặc lên nó rất là thoải mái, rất là thoáng mát luôn á. Phần thân váy thì sẽ may kỹ hai lớp nè. Đó, chất là vậy von hàng nha các chị. Và cái màu hoa này các chị ơi, dễ thương không? Xinh ha các chị. Cái gam màu pastel nè, nhìn cái màu hoa nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và đầm này đặc biệt là không có cán da gì hết trơn á, dễ mặc thật sự với cái gam màu này đúng không các chị? Rồi bây giờ mẫu em đang mặc với người mã sản phẩm là 1426. 1426 279.000 đồng. Đầm này siêu tôn da, siêu tôn dáng. Vải mềm mại mặt mát, em cao 1m65, đầm này dài tới cổ chân của em. Đó, chị khác nào mà mình cao tầm 1m nè. 55 thì dài tới mắt cá chân. Cao 1m50 hay 1m45 thì chấm gót. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm 1426 279.000, 54 cho tới 66kg.
54 tới 66 kg mặc đẹp nha các chị. Eo tượng là eo 86 đổ về. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426 nha. Các chị mình đặt hàng đừng quên chia sẻ livestream giúp em chị Phạm Mai 1410 dùng đơn ok luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426 nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. 1426 với số điện thoại 13 cái XL và 3 cái size 2XL cuối cùng maxi. Đợt sau không có maxi nha các chị. Đợt sau không có làm maxi nha. Rồi, chả nhờ mình thích đầm này thì mình nhanh tay lên đơn cho em luôn nè. 1426 với số điện thoại. Chỉ có giá tiền 279.000 đồng thôi. Quá trời quá đất đẹp rồi các chị. Trên livestream cả nhà mình mặc đặt sao, nhìn sao. Ở bên ngoài y chang như vậy. Nhiều khi ở bên ngoài còn xinh hơn. Một cái em đầm nó dài ơi là dài như thế này cho cả nhà mình chỉ có 279.000 thôi. Đó, cả nhà mình mua tại cửa hàng hoặc là cả nhà mình mua ở những cửa hàng khác, ở những shop khác thì một cái maxi dài mà đẹp, vải đẹp luôn thì giá của nó phải 4-500 là rẻ. Đó, còn bây giờ cái đầm này chỉ có giá bao nhiêu cả nhà? Em lên đầm này nha. Đó, đầm em đang mặc 1426 chỉ có 279.000. Đó, em còn 16 cái. 16 cái cuối cùng. Đợt sau không có maxi nha. Bây giờ em lên xem mà cả nhà không đặt hàng. Đợt sau mà hỏi em ơi lên maxi là em kiểu quá tay, em không biết đào đâu ra luôn á. Quá xuất sắc. À với lại em có cái mẫu này, nhưng mà cái này cũng maxi chị, nhưng mà cái này là có cổ sơ mi. Và ngoài ra thì cái đầm này nó chỉ còn size 2XL thôi. Nó chỉ còn size 2XL thôi, lớn nhất luôn. Còn em đang mặc trên người mã sản phẩm 1426, 1452. Em hết hàng nha chị Tuyết Vân, mà em mới cầm 1452 đi qua để em đem cất đó chị. Để em đem cất đó chị ơi. Đây chị, 1452 mẫu này. Đúng không? Hồi bữa cũng vậy, em cũng cầm mười mấy 20 cái gì đó. Em lên sale 199.000 xả lỗ luôn. Von luôn cho chị yêu mình. Màu cam cam, màu hồng cam. Dễ thương như thế này, cả nhà mình không đặt hàng giờ nó hết trơn, không còn một cái. Còn cái này là cái em mặc rồi. Cái này là cái em mặc rồi, em để lại nay mai á, cái này em mờ. Để nay mai em tầm từ đây cho tới hết tuần đi. Chừng nào đồ mới về thì cái đầm này em sẽ sale xuống cho chị mình, còn rẻ thì còn rẻ cho cả mình mặc. Nhưng mà chỉ còn em mờ thôi. Em hết hàng rồi, để nay mai em coi có sót kho em lên em sale nữa cho chị. Đó, lâu lâu có sót 1 2 cái hoặc là 5 10 cái cũng có. Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nữa nha. Đó, mẫu đầm nằm em bán còn mười mấy cái, tranh thủ đặt sớm cho em nha cả nhà ơi, nó không hết nha. Rồi đây, tiếp tục mẫu đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1450. Tiếp tục đầm đang mặc trên người. Cái đầm này hoa thêu nha các chị. Ren lưới ha, ren lưới phối hoa thêu dễ thương. Xinh lắm các chị, phong này hết về rồi, phong này về mấy đợt. Hồi đó cả nhà mình đồng hành bên em là mấy năm, cả nhà mình biết rồi, chuyên mục bên em là hả. Rồi trước là em có về dạ hội, mà dạ hội cho nó dài bớt đất luôn, dài phủ phủ luôn đó. Nhiều chị thì sắm đúng không, rẻ lắm. Dạ hội em bán cũng có hả, thời đó em bán luôn 400k một cái dạ hội, đính đá đồ, hoa đồ, hoa thêu đồ nổi lên đẹp cực kỳ. Rồi sau này thì hết về, sau hết về, về dạ hội cách tân. Và bây giờ thì em thấy là nó cũng hết về nữa luôn rồi. Đầm này là mẫu cuối rồi các chị ạ. Rồi mẫu đầm này hôm nay em giảm giá còn 249.000 ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1450. 1450 hiện tại em sẽ có cho cả nhà mình là size M, XL với 50kg cho tới là tầm 65kg ha. Em tối đa thì eo tầm 85 độ về. Mã sản phẩm 1450 nha các chị. 1450 249.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1450. Ủa nằm đâu mất tiêu rồi ta. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1450. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình để lại comment ngay trên đây chuyên giúp em. Em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Chốt ngay trong live stream nha các chị, không có áp dụng bên ngoài ha. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ live stream của em. À 18 là gì ta. Rồi chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em cả nhà nha. Mẫu đang mặc trên người 1450. Đầm sơ mi 2XL. Cái này là phải tùy mẫu rồi chị Hân Phạm nha. Eo 88 vừa không em? Trời ơi giờ này em mới thấy bình luận của chị. Eo 88 là mẫu đầm nào chị yêu ạ?
eo 90. Vậy chị lấy cái này cho em sẽ vừa, nhưng mà em không biết nó còn hàng hay không, tại vì mẫu đầm này là một trong những mẫu đầm em về em bán là chờ xíu là siêu chạy. Trời ơi, còn cái chị mình 5 cái, đúng 5 cái luôn, cho size 2XL. Thì hôm nay chị đặt hàng đi chị, đợi mà tầm mai mốt kia quá lắm là 3 ngày nữa nó sẽ hết 2X nha. Eo này eo 92 sơ mi. Eo 92. Còn cái này eo 88 nè chị. Cái sơ mi này eo 88 cho em ha. Sơ mi màu cam, sơ mi màu cam. Nền xanh rêu hoa màu cam eo 88. Còn cái sơ mi này, sơ mi suông họa tiết màu trắng, sơ mi suông đen trắng này chị, thì eo được 92 ha. Rồi đầm đang bận 65kg vừa không em? Vừa chị, đầm đang bận 65kg vừa, 250 chị ơi. Với lại eo 88, eo 88 lấy cái này cho em, màu xanh lông cong sơ mi. Cái này không có cái hộp ta, à cái này lộn rồi, cái này nè, cái này nè chị. Y chang nhau thôi, nhưng mà tại vì cái này có cái hộp, còn cái kia thì em bứt hộp ra. Em sợ á chị, em sợ đầm thì các bạn lấy xuống, em sợ có cái có hộp, có cái không có hộp, em bứt hộp ra, xong rồi sau đó em lên kho kiểm tra thì thấy cái nào cũng có hộp hết. Đây còn hộp hết luôn. Cái này eo 88 nha. Thường là sơ mi em dưới 6, ủa em dưới 85 mà chị. Với lại cái nào đây nè, em chợt nhớ ra tự nhiên quên ngang là ta eo 88. À đây chị, đây cái mẫu đầm này ha, eo 88 ha. Cái mẫu này eo 88 cho em nha. Với lại cái mẫu này nè chị. Với lại cái mẫu nào đây ta? Hồi nãy mới mặc mà trời. À đây nè chị. Đây cái này eo 88 sale 250 luôn. Cái này eo 88 là chị yêu mình luôn, sale 250 luôn chị ơi. Màu xanh cổ vịt ha, màu xanh cổ vịt. Rồi, họa tiết đen trắng. Eo 88 90 đó chị. Đó, họa tiết đen trắng là eo 92 nè ha. Họa rồi cổ vịt này eo 88 nè. Màu cam là eo 88. Màu xanh lông cong là eo 88 cho em luôn. Rồi còn lại cái mẫu này đó, da beo eo 88 với lại còn một mẫu trên xíu nha. Chém xíu. Đấy, với lại cái mẫu này. Mẫu này eo 90. Rồi đây, cái mẫu màu tím eo 90. Ok chứ chị ơi. Rồi, chị thích cái mẫu nào bình luận cho em. Trước đó nữa thì em cũng nhiều lắm, mày bán hết rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1450, cả nhà nhìn giùm em, ren lưới phối hoa thêu ha. Bên trong là có lót như vậy. Đó, ren lưới phối hoa thêu tự do. Thêu tự do. Đây này chị, chứ nó không có ra hình dạng nhất định. Màu tím tím xanh xanh rất là lạ luôn. Còn phần chân váy rất đẹp, chân váy rất là đẹp chứ không. Mẫu em đang mặc trên người. Eo 88 có gì chị? Có à, phần ly nới ra hả chị? Không đâu chị ạ. À. Nhưng mà nó có cái độ co giãn nhẹ nhàng. Chị nới ra, à có này chị. Rồi, mình có thể nới ra được ha. Eo 88, nới ra là eo 90 hả chị? Được á chị. Mình không cần nới ra cũng được. Tại vì eo 88 là mặc còn thoải mái á chị. Em đo eo 88 là eo 88 mặc còn thoải mái á, chứ không phải là eo 88 rồi thôi. Em thấy còn nới ra được một chút ngay cái phần xếp ở đâu đây ta, ngay cái phần xếp phía trước này nè, đây thì cũng nới ra được một chút xíu thôi, nhưng mà chị nhớ đo dùm em kỹ, chị đừng có trừ hao, chị mình đừng có trừ hao nha, em đã trừ hao rồi. Eo này được eo 89 đi, eo 89 hoặc eo 90 ví dụ vậy đi, nhưng mà em sợ nha, tại may 1000 cái thì cũng phải có cái nhỏ cái to, may 1000 cái thì cũng phải có 100 cái size eo 88. 100 cái xe eo 90, 100 cái xe eo 87, 86 tầm vậy đó chị. Nhưng mà cái đầm này eo 88 là tại vì em đã đo được eo tới là eo 89 đó, hoặc là eo 90. Nhưng mà chỉ tính là eo 88 thôi đó, chứ em không có tính là eo 90 gì hết á. Em không có tính sát giá như vậy, cho anh chị cứ yên tâm đặt hàng ha. Rồi eo 88 là được rồi. Xanh cổ vịt 62kg, xanh cổ vịt 250, mã số là 1474 cho em, chỉ còn 2X thôi nha. Xanh cổ vịt chỉ còn 2X dùng em, mã sản phẩm là 1474. Xanh cổ vịt mã sản phẩm 1474. Ủa, quên 3 size.
ba size chị yêu nha, size M một cái, size M một cái, size L hết hàng, XL một cái và 2XL còn 13 cái, màu xanh cổ vịt mã 1474 cho em giá 250. Xanh cổ vịt giá 250 cho em. Trời đứng gần màu xấu quá. Đây, cái này nè chị. Xinh không chị yêu ơi? Xinh không chị? Dễ thương ha. Mẫu xanh cổ vịt này mã sản phẩm là 1474 cho em. 1474, giá của nó là bên trong có lót chị yêu nha. Em giơ lên vậy cho mình thấy cái mẫu của nó rõ hơn. Đó, von nha chị, von hàng mặt mát cực kỳ. Đó, 1474 giá 249.000 đồng. Rồi, size M còn một cái, XL còn một cái và XL còn 13 cái. Giá của em bán 349.000, bán cực chạy tại vì cái này là màu hiếm. Mặc lên nó sang lắm, nãy em có mặc rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1450, đầm đang bận 1450 chị Ngọc Mai nha. Đầm đang bận mã sản phẩm 1450. Hôm trước có đặt cái đầm mà chẳng thấy gọi về gái. Trời ơi, Nguyễn Ngọc Thanh, chị nào đặt hàng mà các bạn không gọi cho mình, các chị ơi mình là chịu khó, mình nhắn cho em một lần nữa nha. Hay là mình bình luận trên livestream giùm em một cái. Ví dụ như tối hôm qua chị đặt hàng không ai gọi, sáng sớm quay lại đây em. Sáng sớm hoặc trưa trưa em có like, mình quay lại đây em, mình bình luận liền, sao em không gọi điện cho chị. Đó, rồi các bạn biết các bạn gọi điện cho mình ha. Nhiều khi mà đơn hàng nó nhảy, các chị mình thấy em live stream chỉ có vài chị coi, chứ thiệt ra là em like nhiều trang. Thứ nhất em like nhiều trang, còn thứ hai á các chị là không những em là chỉ có bán trên Facebook không. Đó, còn trên YouTube rồi còn Shopee, Lazada rồi TikTok các kiểu nhiều lắm các chị ạ. Cho nên là nhiều khi các bạn không có thấy, cả nhà mình bình luận lại cho một lần nữa ha. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác nha. Mẫu nào đó các chị, các chị mình thích em lên mẫu nào. Mẫu mà đây chị. Đây L90, L90 92 chị mặc được cái mẫu này cho em. Eo này hộp trước là eo được lên 100 nhưng mà em chỉ tính là L92. Đó cả nhà thấy không? Nhiều khi á cái đầm eo của nó lớn á, cái số eo nó lớn nhưng mà em chỉ tính nó vừa vừa phải phải thôi. Để cả nhà mình về nhà trừ hao cái phần bụng nữa, với lại trừ hao mình ăn no nữa. Cho nên là mình sẽ mặc thoải mái, cả nhà mình đừng có mà đo từ hao giùm em. Nhiều chị eo hả 70, cái xong mình nâng lên eo 72, cái bên em còn từ hao nữa, cái mặt ra rộng rinh luôn. Đó, mình đo thì mình đo xít sao sát sát giùm em cái nha. Rồi em đang mặc trên người xanh cổ vịt 1474 chị yêu ơi, xanh cổ vịt 1474. Giới thiệu lại các mã đầm sơ mi đi em. Chị Hân Phạm, chị thích cái nào, chị thích cái nào thì chị bình luận kỹ kỹ dùm em cái đó đi. Em dơ lên một cái em giới thiệu. Đây đầm sơ mi hiện tại bên em là có trên 20 mẫu. Sơ mi bên em hiện tại đang có trên 20 mẫu hay trên 30 mẫu, nhiều lắm chị ạ. Rồi 1450 vậy không có độ co giãn chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người 1476. 1476 full size cho cả nhà mình đủ size. M là XL và 2X. 1476 là mẹ bán chạy này có chị 299 rồi. Em còn mê mà có chị, đồng này em hút cái liền luôn. Đồng này về em hút cái liền luôn chị. 1450 chị biết sao không? Vậy chứ không. Giờ các chị mình hỏi sao em trả lời vậy, chứ em không có giới thiệu mà gian dối cho cả nhà mình. Về nhà mình còn kiểm tra hàng nữa mà đúng không các chị? Cả nhà mình yên tâm nha. Đó, được cái vải của nó đẹp chị. Đâu phải vải có co giãn là nó đẹp đâu. Đây, vải nè. Trời mưa nè. Đây các chị yêu ơi, đây vải nè, vải chiếc con nè chị. Đẹp không? Thích không chị? Mê ha. Trời cái vải như vậy, trời đẹp lắm chị ơi. Đó, có co giãn ra, chùa có co giãn nhẹ nhàng nữa chứ. Rồi, ren rúi, tính ra nó có co giãn nhẹ nhàng đó chị ạ. Co giãn nhẹ nhàng chị yêu nha. Không có nhiều đâu, co giãn nhẹ nhàng ha. Thích ha chị ơi. Đó. Tại em rờ sơ sơ bên ngoài à. Đó, rồi ok chị yêu nha, mặt đẹp luôn. Ren lưới này chị, ren lưới nè. Hoa theo ống ả bóng bẩy như thế này luôn nè chị. Dễ thương ha chị ơi. Đó, xuất sắc. Phần chân váy trước chiếc phong may kỹ lưỡng hai lớp luôn. May hai lớp nha các chị. Kèm luôn cho cả nhà mình hai túi luôn, có khóa kéo phía sau lưng. Dễ thương ha các chị ơi, mềm mại nè. 1450, 1450 ha. Rồi, chị Ngọc Mai bình luận cho em đi, 1450 nha. Rồi sao mấy bạn này cứ bảo là kia mã thế. Rồi 1450 nha các chị ơi. Cái này 1450 chị Ngọc Mai bình luận dùm em cái mã số đây ạ. 1450 dùm em cái nha. 1450 dạ không một màu, với lại đợt sau hết về rồi chị. Bây giờ em chỉ có 3 size thôi. Có mất xếp không shop? Trời ơi dĩ nhiên là có rồi chị ạ. 1450 chị chờ em xíu nha. Chị chờ em xíu em giới thiệu về cái phần xếp. Thì ở đây em đã giảm giá rồi chị yêu, mình nghĩ đi. Cái đầm này em bán nhiêu? 250. Quá trời quá đất rẻ. Và đầm này em bán tại cửa hàng như cả nhà ạ? 400 mấy đó. Đầm này bán tại cửa hàng 400 mấy đó chị ạ. Vải đẹp.
vải đẹp form xinh xắn, form xịn sò luôn đó. Chị thừa là thường là không có, em không thấy chị nào mà bình luận em ơi đầm nhiều chị thừa không có đó. Vải đẹp thường các chị mình cứ bình luận vải đẹp hợp túi tiền, thường là như vậy, hoặc là vải đẹp giá rẻ form đẹp vậy đó. Chứ em phải nói là đường may mụn chị em chắc ăn với chị yêu mình luôn. Từ hồi vào đây làm cũng mua đầm về tặng gia đình cũng có, là các chị ăn khen hết trơn á, giá hợp lý lắm đó. Rồi tiền ship á, ở trong livestream này em đã sale rồi nha, tại cửa hàng 400/400, tại rồi trên livestream 250, thì ship ở thành phố là 20.000, ngoại thành thành phố là 30.000 đồng đồng giá. Và em thấy nhiều chị ở thành phố, nhiều chị cần gấp đầm để bây giờ đặt chiều nay đi đám cưới, hay là chiều nay đi sinh nhật, hay là chiều nay đi chơi, đi hội họp bạn bè, thì mấy chị cũng chịu trả 5-70 ngàn tiền ship để ship gấp lại tới. Chị nào ở thành phố muốn ship gấp, em ship gấp trong trong vòng khoảng tiếng 2 tiếng về tới nhà cho mình cũng có luôn đó. Thì thường là như vậy đó, ship thành phố 20, ship ngoại thành là 30.000 đồng đồng giá. Nhưng mà chị nào muốn được miễn ship thì mình chỉ cần dùng đơn cho em 600.000 thì em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc chị nha. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người 1476 giá 299, đầm em đã có mua rồi các chị ạ. Đầm này nó đẹp quá luôn á. Đây cả nhà nhìn giùm em cái họa tiết nè, xinh ha. Họ tiếc này các chị, nhìn vậy thôi chứ mặc lên form cái, lên dáng lên form cái, nhìn vậy đó là xuất sắc này các chị ạ. Form suông, form suông, hai túi, khóa kéo phía sau lưng rất là sang chảnh luôn. Đầm này mặc siêu sang nha, nên mua nha các chị. Có 299.000 đồng, 40-72 kg, eo 92 độ về, eo 92 độ về, eo 93 được luôn, eo 93 được luôn chị ơi. Mã sản phẩm là 1476, mã số 1476. Chị đặt hàng chị cần cho em xin cái mã số thôi là được rồi. Đặt hàng cho xin mã số, số điện thoại của mình, bên gọi điện thoại tới tư vấn. Còn chị nào mà mình nghe gấp á, mình bình luận gấp thì mình chỉ cần cho em xin cái mã số thôi là cũng được. Đó, đặt hàng cho em xin mã số, số điện thoại bên em gọi điện thoại tới tư vấn. Mã sản phẩm 1476 nha. Dạ dạ không chị ơi, 1450 không có bông khác. Sơ mi mà không rã eo đó em. Hoa văn tối chút, sơ mi mà không rã eo là sơ mi liền giống vậy hả chị? Là sơ mi liền liền giống giống vậy hả chị ơi? Sơ mi không rã eo á, tối tối là như vậy đó, là nó liền luôn, được luôn từ trên xuống dưới giống vậy nè chị, một mảnh luôn từ trên dưới. Đây có này da beo ha, cái này mã a. Chị muốn em đọc hết tất cả những cái mã sơ mi đúng không? Cả nhà mình chờ em xíu nha, để em đọc hết tất cả những mã sơ mi, chờ em chút nha. Đây sơ mi da beo mã 1477. Trong lúc em đọc á, cả nhà mình ghi cái bình luận, mình ghi cái bình luận phía dưới để mình biết cái mẫu nào mà mình thích, hoặc là mình chụp màn hình lại, hoặc là mình chụp màn hình lại khi mà em giơ lên giày nè, em đọc mã là chị chụp màn hình lại, chị gửi tin nhắn cho em là các bạn sẽ biết cái mã, hoặc là chị nhớ kỹ cho em cái màu sắc với lại cái đặc điểm của nó, em báo mã một lần hai cũng được. 1477, 1477 sơ mi da beo. Rồi chụp lại nha các chị, 1477 sơ mi da beo. Rồi cái thứ hai, 1448, 1448 sơ mi cổ đỏ. Đó, đầm này chất von tơ nha chị, may hai lớp hai túi luôn, khóa kéo phía sau lưng. Thôi mà xíu nữa em mặc lên giới thiệu kỹ hơn chút, giờ cầm gì cho nhanh ha. 1448 sơ mi cổ màu đỏ. 1461 sơ mi chân váy xếp ly. 1461 sơ mi chân váy xếp ly như vậy, dễ thương ha chị, mã 1461. Đó, cả nhà nhớ kỹ mã giùm em nha. Đây 1470 sơ mi nền vải màu trắng, hoa là màu hồng hồng tím tím. 1477 eo 90 đổ về, eo 88-90 đổ về nha chị. Rồi đây 1475 sơ mi họa tiết, cái này khó trả lời khó quá ta ơi. Đó đầm này nè chị, sơ mi họa tiết lạ mắt nha, sơ mi họa tiết lạ mắt đi chị ơi, cái này khó tả, không biết cái này nó là họa tiết gì luôn chị. 1475 nha, sơ mi họa tiết lạ mắt nè. 1475. Rồi sơ mi màu xanh lông công, sơ mi màu xanh lông công mã sản phẩm 1468, sơ mi màu xanh lông công mã số 1468. Vải này chị, trời nó mềm không, mềm èo luôn, mạt mát lắm, thấy mấy cái vải mềm mềm là mặc sướng lắm mày ơi, nó mát cực kỳ ha. Rồi sơ mi màu xanh, sơ mi mà nền xanh hoa màu cam, sơ mi hoa màu cam mã là 1468, sơ mi hoa màu cam mã số 1468 nha. Rồi sơ mi chấm bi, sơ mi, ủa lộn không ta, a à, sơ mi hoa màu cam mã số 1480, em bị liệu nha các chị, sơ mi hoa màu cam mã số 1480, cái này mới là 1468 nè. Đó rồi cái này sơ mi chấm bi 1469, sơ mi chấm bi 1469 nha các chị, 1469. Rồi còn nữa, chờ em xíu nha.
Đó, tiếp tục. Ô mấy cái mẫu này cổ vét chứ không phải có sơ mi rồi. Có sơ mi hoa nhí mà hết hàng này cái chứ. Hết hàng rồi. Trời ơi, hết luôn. Hai mẫu sơ mi hoa nhí hết luôn chị ạ. À. Rồi đây, sơ mi chân váy xếp ly màu da. Hồi nãy là chân váy xếp ly màu trắng, cái này sơn chân váy xếp ly màu da nè chị. Mã là 1460, mã 1460 nha. Chân váy xếp ly màu da 1460. Còn nữa, sơ mi màu vàng, mã sản phẩm là 1441 1458. Sơ mi màu vàng mã sản phẩm 1458 nha chị. Sơ mi màu vàng 1458 là mã chất cách thái. Đó, rồi. Đây, sơ mi chi xích. Sơ mi dễ xích chiếc chiếc phong, hàng này đẹp. Cái này này kìa, nhìn ở trên livestream chị thấy nó không có bắt mắt đâu. Em thấy nhìn trên livestream bình thường bên ngoài nó đẹp hơn. Bên ngoài cầm nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn nhiều khi trên livestream. Rồi cái này là mã số 1464. 1464 chị yêu nha. 1464 giá của nó là quên nữa. 1464 họa tiết dây xích nha chị. Tại livestream khác thì giá của nó cao, nhưng mà trong livestream này thì chắc chắn là sẽ có sale rồi đây chị. Sơ mi sọc caro. Sơ mi sọc caro 1438. Sơ mi sọc caro 1438 chị nha. Không biết nãy giờ em có sót cái mẫu nào nữa không, em đang rụt rụt. Chờ em xíu nha chị. Rồi sơ mi này 1486. Sơ mi hoa màu xanh. Sơ mi hoa màu xanh 1486. Sơ mi hoa xanh 1486. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Em tư vấn và chịu hàng nha các chị ơi. Rồi đó, bao nhiêu mẫu này sơ mi đó chị. Với lại cái sơ mi em đang mặc cái người 1476. Sơ mi em đang mặc cái người 1476. Với lại cái này sơ mi da rắn. Sơ mi da trăng nè chị. Sơ mi da trăng nè, mã số là 1479. Mã số 1479 sơ mi da trăng. Đó, cái này là body. Sơ mi da trăng 1479 cho em. Rồi ok, bao nhiêu đó đó chị. Bao nhiêu đó đó chị ơi. Bao nhiêu đó là mẫu sơ mi á. Rồi, để em lục lại cái nữa coi. Ok luôn đó chị, như đó thôi à. Rồi, chị thích cái nào. Chị thích cái nào chị bình luận phía dưới cho em. Bao nhiêu đây là sơ mi nha. Bao nhiêu đây là sơ mi cho mình. Rồi, chị thích cái nào chị bình luận phía dưới cho em nha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc cái người là sao chị? Không chị ơi, em mặc thử 1477 giùm chị xem nha. Ok chị, 1477. 1477 đẹp nhất. 1477 đẹp nhất. Cái này nữa, cái này phải nói là xuất sắc. Chấm bi đó. Với lại cái hoa cam thì chị yêu mình thích cái nào cứ bình luận phía dưới cho em mặc cho mình ta thử. Rồi tiếp tục. Ui, cái móc nó mất tiêu rồi. Rồi tiếp tục nha, mẫu em đang mặc cho người 1476 299.000 đồng. 1476 299.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm. Em nói thiệt với chị, sơ mi á, đó giờ về á, lần đầu tiên mà em thấy cái đồng mà nó đẹp rụng rời như vậy, mã 1477. Rồi chị biết sao không? Cái họa tiết của nó là họa tiết da beo. Nó hơi hơi đứng tuổi so với em. Chứ nếu như mà nó là chấm bi hay nó là hoa gì khác á các chị là em mua liền. Em mua liền, em ghiền lắm, em mê lắm các chị ạ. À. Em mua liền luôn. Nếu như mà là hoa khác tại em không có thích da beo á chị ạ. À. Mỗi người mỗi gu khác nhau đúng không? Em thích hoa, họa tiết hay trơn thôi. Đó, da beo này mặc lên nó rất đẹp, nó thật sự rất là đẹp. Đó, xuất sắc, em mặc lên ăn cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà tại em không thích da beo lắm cho nên em cũng chưa mua luôn. Mà nó hết luôn của size của em luôn nữa. 1477, 1477 nha, chứ cái thái mặt mát lắm nha các chị. Còn size, ui hôm qua hết 3 size, hôm nay còn 2 cái size L với lại size 2X. Bây giờ size L này chị, bây giờ size L là chị mình tầm 50 cho tới là 50 cho tới 58 kg cho size L đó chị ạ. À. 50 tới 58 kg ha. Còn size 2X thì 58 cho tới 68 kg đi. Eo tối đa là eo 8890 á chị. Mã sản phẩm 1477 nha. Cái đầm này nè chị, có nhiều à? 3. Giá của em bán là 399 ha. Hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình còn 329.000 đồng. Đầm này em thấy có nhiều chị khách mặc size 2X á. Nhiều chị bảo là eo 88 á, mặc bị chật. Eo tầm 86, chật hơi hơn xíu. Còn nhiều chị bảo là eo 88 mà mặc vẫn rộng. Bởi vì 1.000 cái thì nó cũng xê xích nhau á các chị ạ.
eo tầm 87 á cho tới là eo tầm 90 á, tầm đó, đó thì mình sẽ mặc vừa cái mẫu này ha. Đó, eo tầm 90 87 độ lại cho em. Chất liệu vải cát thái với cả nhà mình. Cổ sơ mi mềm ha, nó sẽ nằm như thế này, nằm nhẹ như vậy nha các chị. Tay lỡ luôn nha, vải nè, mặc mát lắm. Họa tiết da beo này cả nhà thấy sao? Họa tiết nhỏ nhỏ mặc lên dáng của mình á, nhìn nó gọn dáng nha các chị. Beo eo 95-92 không? Dạ eo được 88-90 độ về đó chị. Eo 92 thì để các bạn đo cho mình ha. Chị nói là chị nhắn tin cho các bạn, bảo các bạn đo cho chị cái nào mà da beo eo 92 gửi cho mình cho chắc. Rồi đầm này chất cát thái nha các chị ơi. Mềm rũ mặt mát cái form này các chị, đẹp không? Hết ha. Rồi dáng chữ A có thêm cho mình cái sợi dây này cùng màu cho mình thắt lại cũng cũng không có thấy rõ rồi các chị ạ. Dáng chữ A cho mình một cái con cây vải mà may thẳng từ trên dưới, không có nhánh eo, không phải là ráp ha, may thẳng từ trên dưới và kệ nhà mình như thế này luôn, xuất sắc nha các chị, quá trời quá đất đẹp rồi. Hai túi luôn, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1477, 329.000 đồng. Đầm này em cao 1m65, em mặc dài tới cổ chân của em. Chị nào mình cao tầm 1m55-58 thì dài tới mắt cá chân. Chị nào cao tầm 1m50 thì mặc chấm gót cho em luôn ha. Giá 329.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1477. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1477. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1477 với số điện thoại cho em là được. Ui là nhắn gì quên mất tiêu rồi trời ơi. 1477 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được. Mẫu em đang mặc trên người 1477, giá lúc của nó là 329.000 đồng cả nhà nha. Rồi. Ủa đâu có cuộc gọi nào đó. Là sao chị? Rồi, 1477 beo. Em chỉ còn size M với lại size S thôi nha. Em chỉ còn M với lại S thôi. Bây giờ size M, L với lại hết thôi, L 2 cái, size L là 50 cho tới 58 kg. Còn size hết thì từ 58 cho tới là tầm 68 kg á chị, 68-70 nha. Đẹp lắm. Mê lắm chị ơi. Ghiền lắm chị ơi. Mà cái này họa tiết da beo hơi uổng. Đó giờ em thấy cái mẫu đầm này em mê lắm nè. Mê đắm đuối luôn. Sơ mi là em biết khi mà mua lắm các chị ạ. Tại vì em không có đi làm, với lại cũng ít có mà đi mấy cái tiệc mà sang xa á các chị. Em thích cổ tròn, cổ vuông đồ này kia em hay mua vậy. Vậy mà cái đầm này nè, đầm này em mê, các chị biết đầm này sơ mi nè, em chốt luôn. Đó, cái đầm này cũng đẹp cũng sang nè chị, mua liền kẹo nó hết. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho mình xem mẫu khác nữa ha. Mình thích đầm nào cứ việc bình luận phía dưới cho em tư vấn chùa hàng chùa sai luôn. Rồi tiếp tục thay thêm cho mình. Còn chị nào thích cái sơ mi nào không? Sơ mi này cũng đẹp nè chị. Sơ mi dây xích, sơ mi dây xích chút chút không. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này. Sọc 150, qua 140. Em sẽ thay thêm cho mình xem cái mẫu đầm này ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm, điện thoại thuê bao. Rồi nhiều khi tại cái sim á chị, điện thoại em cũng vậy, lâu lâu người ta gọi, người ta bảo sao gọi nhiều quá, không chịu đi xuống nhận hàng, mà em không thấy cuộc gọi nào cả luôn. Rồi chị xem L 1477 ok chị. 1480 299.000 đồng chị Thanh Mùi nha. Ua 1480 giá 299.000 đồng chị yêu nha. 299.000. Đầm sơ mi thì giá dao động tầm, nếu như trên livestream thì giá dao động của nó tầm 350-380 độ lại vậy chị, tùy mẫu. 199.000 cũng có, 259-299, thường là 299 em thấy nhiều nhất. Thường mà sơ mi á chị là 299.000 là em thấy nhiều nhất. Em livestream giờ nào? Dạ, chị vào thông báo lên đi chị. Nhưng mà nếu như mà giờ cố định nhất á, giờ cố định nhất luôn á thì 6:30 chiều tối. 6:30 là giờ đó mình cơm nước xong xuôi rồi các chị. Đó tầm đó, hay là mình đang nấu ăn á thì mình cứ treo máy đó mình coi livestream với em cũng được. Còn sáng trưa chiều tối giống như buổi trưa đi thì em sẽ livestream là 11 giờ trở đi. 11 giờ trong khung giờ 11 giờ mấy á chị thì em sẽ có livestream. Với lại tầm 1 giờ mấy á, 1 giờ mấy á chị, 1 giờ rưỡi đi, 11 giờ rưỡi chị vào live, hoặc là 11 giờ 45 á. Rồi 1 giờ rưỡi hoặc 1 giờ 45 chị vô thì em sẽ có livestream rồi á chị. Tầm khoảng khung giờ đó, một ngày em livestream ít nhất là 3 lần, nhiều thì 4-5 lần. 1419 hôm nay em giảm giá còn 149.000. Ủa quên, 139.000. Nhưng mà tại vì em livestream nhiều trang á chị, có cái trang này của mình thì em sẽ like cố định một ngày là 3 lần. Đó, còn những trang khác thì em cũng like ngày 2 lần, 1 lần tầm đó, hoặc là
10 lần, 20 lần tùy trang. Có trang em cũng like 20 lần, em like mấy bài nhỏ nhỏ. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1419 nha các chị. 1419 lần này em chốt lên luôn. Chỉ còn có giá tiền là 139.000 đồng. 139.000 đồng 4 size từ 40kg cho tới là tầm kiếm mẫu nào dài cổ sơ mi eo 92 chị lấy mấy cái. Mưa rồi chẳng nghe gì cả. Bên em cũng mua chị mới hết xong luôn. Bây giờ eo 92 chị mình chỉ có hai mẫu này thôi. Hai mẫu này, mẫu này, mẫu này nè chị, eo 92 này em mặc rồi. Còn mấy mẫu kia, mẫu này nè eo 88. Mẫu này eo 88 thôi. Với mẫu này nè eo 88 là eo lớn nhất luôn, eo 88 thôi. Thì hai mẫu này là eo 88. Đổ lại. Đó. Rồi, em chị yêu mình giảm vòng eo tầm 2 sen nữa thôi. 2 sen hoặc 3 sen nhỏ nhỏ vậy thôi là chị yêu mình mặc được mấy cái mẫu sơ mi bên em luôn á. Rồi đây nè chị có sơ mi da beo với cái sơ mi này nè chị, hai cái mẫu này nè. Chị yêu mình mà đặt hai mẫu này là chị yêu mình được miễn ship nữa nha. Dồn đơn 600.000 đồng là mình đã được miễn phí giao hàng toàn quốc rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419 ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419 nha các chị ơi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Rồi nhanh tay đặt hàng hoặc là sớm cho em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1419 139.000, chỉ còn có giá là 139.000 đồng thôi. Chị khách là mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em ha. Dáng tầm phong xuân nha các chị, 40 cho tới là tầm 66kg. Eo tối là eo tầm 86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419. 1419 sale luôn 139.000 đồng cả nhà nha. 40 tới 66kg mặc đẹp. Tiếp theo em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Nếu như mà mình thích mặc eo 90-92 là đợt sau em sẽ có đó. Đợt sau em sẽ có hàng đó chị ạ. Đó, rồi bây giờ em sẽ lên luôn cho cả nhà mình xem thêm cái em đầm này đi. Đó, trời ơi. Xuất sắc chưa các chị? Ra màu nâu tây cho cả nhà mình đây, em mặc lên thử nha. Chất liệu vải cotton lạnh màu trơn. Nãy giờ em đã lên cho mình da beo rồi, đầm hoa, đầm sọc, cái thứ rồi, đủ rồi. Bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình thêm cái đầm màu trơn ha. Cả nhà mình cứ nghĩ phía sau lưng em đi, thích cái mẫu nào mình có việc bình luận phía dưới cho em. Đó, cái mẫu nào chấm bi màu trơn hay là hoa hòe gì đó mình bình luận cho em mặc thử nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449 ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449 ạ. Chị là mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1449 với sáng thoại cho em là đồ cả nhà ha. Đầm này thiết kế là cổ vét cho cả nhà mình. Tay lỡ ôm eo, dính đầm phơm xòe. Em may cho cả nhà mình một lớp, hai túi, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1449 chất cotton lạnh như các chị, hàng vải dày dặn ha, đứng form nè. Xòe phòng tự nhiên che khéo được phần mũi tốt. 40 cho tới 66kg, eo tối đeo tầm 86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha các chị ơi. Đầm mặc phủ gối ha, một lớp hai túi, có luôn khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1449. Rồi. Mưa to quá không nghe được gì, buồn ghê trời ơi. Cái này là chắc phải tầm chiều tối á, quay lại đây coi livestream với em thì chắc được ha. 1449 ha, em sẽ sale luôn, còn có giá tiền là bao nhiêu này cả nhà? 249.000 đồng. 40kg cho tới tầm 66kg, eo tới eo tầm 86 độ về, mặt đẹp ha. Chị khách nào mình chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm sớm đi dùm em tư vấn nha các chị. Rồi, đúng là trời mưa thiệt cả nhà ơi. Thôi bây giờ nha, em xin kết thúc bài livestream tại đây. Và hẹn gặp lại các chị mình tầm khoảng là 6:30 chiều ngày hôm nay nha. Cả nhà mình vào livestream để đón xem với em nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.